Em vô đây. Chào mấy anh em. Giới thiệu với mấy anh em, đây là Xíu, vợ của anh. Em đừng có sợ. Cái này á là nhà của anh. Em về đây em làm vợ lẽ của anh á. Cái nhà này là của em, em đừng có sợ gì hết. Thấy không? Còn đây là mấy anh em của anh không à, anh em ruột đó. Em đừng có sợ ha. Em của anh thì cũng là em của em, thấy không? Chào mọi người đi. Rồi, vậy ha. Em ơi, lên lầu. Nè, em nhìn đi. Đây là phòng của em. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em. Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không. Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên. Đây. Dạ anh hai uống nước. À.
Gia đình tôi có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ, cô là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi. Rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người. Biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa? Cô đi ra ngoài mà không có giấy tờ á, là ông quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó, nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi, đợi gì nữa? Làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó, cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông hứa là cưới tôi về làm vợ lẽ, ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á. Đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được, thì mày phải làm việc cho tao, biết chưa? Đi xuống dưới làm việc. Hãy
Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. Đã thiệt. Áo ơi, gấp mồi, gấp mồi. Dạ dạ. Gấp mồi ơi. Trời, mồi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên. À, gấp đi, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. À, mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? À, mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày. À, tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, quân nhất, tử ngôn. Nhất ngôn. Vô vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. Vô, à, vô đây. Vô. À, à. Siêu à. Siêu. Dạ. Còn mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à? Ngồi xuống đây biểu à. Đứng nữa làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi sát cho. Ngồi vô. Nè, mày cầm ly này. Mày mời bạn của tao đi. Cầm lên. Vô. Em không uống được đâu. Mau uống đi. Mau lẹ lên đi. Mau uống đi. Nè. Ê. Uống đi. Uống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên ra đi. Buông tôi ra. Chàng là. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Điểm đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Chú ơi, ra chợ Bến Thành phải đi đường này không chú? Ừ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy. Chú cho tôi hỏi ra chợ Bến Thành đi đường nào chú? À, con đi đường này nè, trái xíu gặp đèn đỏ, không phải đi cái chợ đó. Dạ. Đi đi, không biết hỏi tiếp tao chỉ cho. Dạ. À, đi cẩn thận, nhìn túi à. Dạ, cảm ơn chú. À,
Chị ơi, về ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị à, con xíu nhà tôi nó đâu rồi hả chị? Làm sao tôi biết chị? Không chừng bà Chính bán nó qua Trung Quốc rồi. Bà Chính giờ bà trốn đi đâu mất rồi. Tôi biết bà ở đâu mà tìm. Tôi đi bán vé số khắp Sài Gòn là để tìm con. Mà 2 năm rồi tôi không tìm thấy được nó. Nhưng mà chị phải ráng ăn để lấy lại sức khỏe, chờ ngày nó về còn gặp nó nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải ăn để chờ con xíu nó về. Ừ, ăn đi. Thank you.
nào con xin nó về. Nói với nó tôi đã đi tìm nó. Má ơi, má ơi. Kìa con xíu nó về kìa. Má ơi. Con. Má ơi, con về với má rồi nè má. May quá con đã về kịp. Con về với má rồi nè má. Xíu. Dạ. Sao con tàn tạ quá vậy? Sao con bỏ má đi lâu quá vậy? Má ơi, con bị người ta bán sang Trung Quốc. Lẽ ra là con chết rồi, nhưng mà con chạy trốn được. Con về với má rồi nè má. Tội nghiệp cho con gái tôi. Siêu à. Dạ. Má chỉ sợ má không qua khỏi. Má ơi, má ơi, má đừng nói vậy mà má. Má ơi, má phải sống với con chứ má. Má ơi. Con nghe má nói nè. Dạ. Má có sự thật này muốn nói cho con biết. Dạ. Má không phải là má ruột của con. Má, sao má nói như vậy? Tại sao má không phải là má ruột của con chứ? Con giữ nó cẩn thận. Đây là kỷ vật của con, kỷ vật duy nhất mà má đã gặp con trên đường. Ngoan đi con. Nè, mày làm gì mày đứng đây? Tôi đi bán, không thấy tôi đi bán hả? Có tiền đưa tao mua rượu uống coi. Từ sáng tới giờ bán không có được, còn cả đống này ông thấy hả? Này. Ông chờ tôi chút xíu nữa đi. Mày không đưa tiền tao hết, tao giết chết mày. Mày đưa tiền đây. Con đói bụng rồi phải không? À, bú sữa nha. Đây nè. Ngoan đi con. Bú đi. Ôi nín đi con. Thôi nè, để má ẵm con đi ha. Ẵm con đi nha. Con ngoan nha. Vậy là má đã đưa con về quê. Coi như là ông trời đã cho má một đứa con để hữu hỷ sớm hôm. Vậy mà má đã không lo được cho con. Má, dù má không phải là má ruột của con, nhưng mà con vẫn thương má. Má ơi, má đừng có bỏ con mà má. Con thương má nhiều lắm. Má đã giữ kỷ vật này thật là cẩn thận. Bây giờ con cầm lấy, có thể ba má con sẽ nhận ra con. Nhờ kỷ vật này con hãy đi đi tìm họ. Má ơi, má sợ vậy má? Má ơi, má đừng làm con sợ mà má.
sẽ lên Sài Gòn để kiếm sống. Khi nào con có thật nhiều tiền, con sẽ xây cho má một ngôi mộ đàng hoàng. Má phù hộ cho con tìm được ba má ruột của con nha má.